Đậu à, mẹ đây. Mẹ đang họp. Sao thế con? Con này, mày vào đây làm gì? Cút ra ngoài mau. Con đói. Trời ơi, con lại vô tích sự. Con giấc ngủ mà cũng phá nữa, y hệt như con mẹ mày. Cục cưng của anh dậy rồi đấy à? Thôi, đừng cáu nhá, nằm xuống ngủ tiếp đi. Nhưng mà em tỉnh rồi, không sao mà ngủ được nữa. Hay là mình làm chuyện khác đi. Mày có đứng ở đấy à? Cút về phòng mày. Tao dặn nhá, mày cấm được ép xét về con mẹ mày, nhớ chưa? Đúng là cái loại thịt rời, chẳng được tích sự gì cả. Cút đi. Con vợ anh nó đi công tác rồi, có rời mới biết được. Nên là chúng mình cứ thoải mái đi. Mẹ ơi, con sợ, mẹ về đi. Được rồi, bây giờ con cứ bình tĩnh, vào phòng trốn đi, rồi mẹ sẽ về ngay, nhá. Tôi chết rồi, hình như con vợ anh nó về. Anh, làm thế nào bây giờ? Anh bảo là 2-3 ngày nữa nó mới về, sao bây giờ về, làm thế nào? Thì anh biết làm sao được, hay là em trốn vào đây đi, trốn vào tủ quần áo đi. Rồi, anh cho em ra, nhá. Không, làm sao mà em trốn vào cái tủ bé tí này đâu. Sao anh có phải giấu em những mẻo dấu cất đi nhở, không vào đâu. Ôi, là cất cũng được, còn hơn bây giờ bị nó phát hiện ra. Đúng là chứ bốc cứt ăn rồi đấy. Thôi thôi, anh xin, em lên bảo đi. Vợ về rồi đấy à? Sao vợ về sớm thế? Vợ bảo là vợ đi công tác nước ngoài, đến cuối tuần mới về cơ mà. Thì em muốn về sớm để tạo bất ngờ cho anh. Mà cũng sắp đến ngày đáo hạn số tiết kiệm rồi. Em muốn dắt theo anh đến ngân hàng để chuyển hết số tiền cho anh. Như vậy thì anh cũng sẽ có vốn để đầu tư kinh doanh. Thật á? Đúng là vợ của anh, em quá tuyệt vời luôn ý. Thế nên anh nhớ là phải đối xử tốt với hai mẹ con em đấy nhá. Thì tất nhiên rồi, anh chỉ có mỗi em và Đậu thôi mà. À, mẹ về rồi. Con gái của mẹ đây rồi. Thế Đậu ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bố không đấy? Mà bố có dắt cô nào về nhà không? Em nói gì thế? Cô nào về là sao? Ở nhà ấy, chỉ có anh với Đậu thôi. Hai bố con chăm nhau. Đậu nhà, mà lúc em đi vắng nhá, Đậu ở nhà ấy là hư lắm đấy. Ăn cơm toàn bỏ thừa thức ăn thôi, mà rất hay nói dối, rồi bày ra những trò nghịch ngợm linh tinh thôi. Lần này mẹ Trang ở nhà ấy là phải dạy lại Đậu đi đấy nhá. Đậu vốn là đứa trẻ ngoan, nếu như không có chuyện gì làm cho Đậu khó chịu thì Đậu sẽ không cư xử như thế đâu. Hay là có ai bắt nạt con, con cứ nói cho mẹ biết đi, để mẹ con giải quyết. Ấy, có anh ở nhà rồi, làm gì có ai bắt nạt Đậu nào. Mà Đậu về phòng đi, mai sang chơi với mẹ nhá. Mẹ Trang vừa đi xa, mệt rồi, để cho mẹ Trang nghỉ ngơi nhá. Mai sang chơi, nào, đi về phòng đi. Chồng ở nhà, có nhớ em không? Tiếng động gì nhở? Tất nhiên là anh nhớ vợ chứ. Vợ cho anh ôm một cái nhá. Vậy từ giờ em sẽ không đi công tác nữa, sẽ ở nhà để chăm sóc hai bố con thôi, có được không? Được chứ, được chứ. Vợ chỉ cần ở nhà thôi. Chịu như thế nào không? Anh không thương nè.
được rồi, anh biết rồi, anh sẽ bộ đồ sau nhá. Còn bây giờ ấy, nói mẹ thôi, không nó mà dậy là chết đây nhá. Bố ơi, cô ấy đi đâu ấy? Con tránh ra đi, bố đang vội nhá. Mẹ ở nhà mà bố vẫn dẫn cô ấy đến. Mẹ ơi! Mày... Mẹ... Cô im đi không? Ừ. Có chuyện gì đấy? Này, cô làm gì con tôi đấy hả? Đậu, con có sao không? Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà tôi? Con biết cô ấy mẹ ạ. À đúng rồi, đây là giúp việc anh thuê để chăm sóc nhà cửa. Anh quên mất chưa nói với em. Giúp việc á? Giúp việc ấy tại sao phải lén lút như vậy? Dạ, bởi vì anh Cường ấy, anh sợ chị sẽ phiền lòng khi phải làm việc nhà nên anh thuê em ạ. Em làm ở đây nhiều nên Đậu biết em. Đậu nhờ, thì thôi, thuê xong rồi, em xin phép. Từ từ đã. Nếu mà vậy, em ở lại đây luôn đi. Chị cũng đang cần người quán xuyến nhà cửa. Như vậy cũng sẽ tiện hơn. Có được không hả chồng? Thế thì còn gì bằng nữa. Cô cửa lại đây đi, tiện cả đôi đường. Dạ vâng được ạ. Thế thì còn gì bằng ạ. Em sẽ làm việc nhà tốt nhất có thể ạ. Hôm nay anh ngủ ở sofa nhá. Em xa con gái lâu ngày, hôm nay muốn ngủ cùng với Đậu. Đi vào phòng ngủ cùng với mẹ. Vậy thì tốt quá rồi. Cô ta không hề nghi ngờ gì cả mà đồng ý cho em ở lại đây. Thế này chúng ta càng có thời gian ở bên nhau. Nhưng mà em phải làm ô xin thôi. Anh biết rồi. Em chịu khó thêm 1-2 hôm nữa thôi, chúng ta sắp lấy được tiền rồi. Cũng được. Thế thì mình càng có thời gian ở bên nhau. Con kia, đứng lại. Cầm gì ấy? Không cầm đồ ăn. Đuổi. Tao bảo bao nhiêu lần có đồ ăn đưa tao cơ mà. Thích giấu giấu không? Ê, nhà Nguyễn. Cái bị thiếu rồi sao ăn được? Sao thế? Cô Thương nói thế nào ấy chứ? Đồ ăn này Đậu nói bình thường cô vẫn cho Đậu ăn cơ mà. Sao lại thiếu được? Chắc chị hiểu nhầm gì đấy chứ. Em có bao giờ cho Đậu ăn mấy cái này đâu. Có mà mẹ. Cô ấy bảo con bé chỉ ăn thế thôi. Chắc là cô Thương thấy đồ ăn này ngon, thế nên mới để dành cho Đậu đấy. Nhưng mà tiếc quá, hôm nay Đậu sẽ ra ngoài đi ăn với tôi, thế nên không ăn được đồ ăn này rồi. Cô Thương ăn hộ Đậu nhá. Nhớ là ăn hết đi, đừng có để thừa. Thí phạm như vậy là phải tội đấy. Sao thế? Hay là đồ ăn cô cho con gái tôi ăn có vấn đề gì, thế nên cô không dám ăn? Không ạ. Cái này ngon, em ăn được mà. Đây này. Cô Thương, cô chơi cùng với hai mẹ con tôi đi. Bây giờ tôi sẽ bịt mắt, còn cô và Đậu chạy đi trốn để xem tôi có đánh được ai không. Dạ thôi, chị với cả Đậu chơi đi ạ. Em không chơi đâu. Chơi cùng với mẹ con tôi đi mà. Có mỗi hai mẹ con tôi chơi chán lắm. Nó bịt mắt mà. Mình lén trốn đi, nó cũng không biết đâu. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Tôi bịt mắt rồi. Bây giờ mọi người trốn đi, để tôi tìm nhá. Chị ơi, em ở đây ạ. Mẹ ơi, bên kia cơ mà, mẹ. Chị ơi, đau quá. Thôi chị dừng lại đi, chị đánh mua em đi. Chị. Chắc là tôi phải rất may mắn, bởi vì chọn đúng hướng đấy chứ. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ đến lượt em ạ. Thôi,
Tôi mệt rồi, không chơi nữa đâu. Bây giờ cô đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo đi nhá. Cơm thì phải đủ 5 mặn một canh. Còn nào quần áo thì nhớ phải giặt bằng tay đấy. Bởi vì toàn đồ hiệu của tôi, nhà cửa phải dọn dẹp thật là sạch sẽ, không được có một hạt bụi nào đâu đấy. Tôi không chịu được bẩn. Cô làm đi nhá. Bây giờ mẹ con mình đi ra ngoài chơi. Mẹ con chó, dám đánh mình, cay thế. Chào em. Chị Trang có nhà không em? Em ạ. Anh tìm chị Trang có việc gì thế? Nhắn em cũng được ạ. Anh đưa hợp đồng chị Trang ký. Chỉ cần chị Trang ký hợp đồng này thì sẽ nhận ngay về 500 triệu. Chị Trang đang vay tiền của anh làm dự án ấy mà. 500 triệu trong một phút mốt á? Thế anh là đại gia ạ? Anh kế thừa một tập đoàn lớn của bố anh. Thế nên là 500 triệu này nó nhỏ tí à? Sao con Trang quên toàn người giàu thế nhở? Còn mình thì... cái thằng Cường vô dụng bắt mình phải nhục nhã thế này nữa. Lại còn bắt tay vợ. Nếu mình câu được con rùa này thì cần quái gì nó nữa. À, anh ơi, hay là anh cho em xin số điện thoại đi. Bao giờ em đưa chị Trang xong em sẽ nhắn anh ạ. Thế cũng được. Đây, số điện thoại của anh đây. Em nhắn xa. Rồi đấy ạ. Ok, thế thì có gì gọi cho anh nhá. Bye bye. Dạ. Nào. Ủa vã. Sao em lạnh nhạt với anh thế? Anh để cho vợ hành hạ tôi như thế, anh còn nói cái gì nữa? Thì anh cũng muốn như thế đâu. Nhưng mà mình đã tốn bao nhiêu công sức đến bây giờ lấy được tiền của ta rồi đây này, chúng mình sẽ cùng với nhau cao chạy xa bay. Thật á? Thế thì tốt quá rồi. Anh đi đi, giải thoát khỏi em nơi đây, chứ em khó chịu lắm rồi. Từ từ đã, tiền của hai đứa kia em lấy hết chưa? Ở trong này hết rồi, nhưng mà nó không là gì so với số tài sản của anh đâu. Anh được bạc đãi, coi thường em đấy nhá. Nào, em nói linh tinh rồi đấy. Này, sao giờ này cô còn ở đây? Cô vừa tình tứ với nó là sao? Đã thế, tôi nói thẳng luôn nhá, tôi chán ngấy cái bản mặt của anh rồi. Thứ đàn ông bất tài vô dụng bám anh vợ thôi. Dựa vào thứ tiền mà anh bòn rút vợ anh ấy, sống được bao lâu hả? Tôi đã tìm được bến đỗ khác vững chắc hơn rồi. Ở đấy mà tận tâm tận tĩnh vào vợ của anh đi. Bye. Mày. Ơ anh, từ từ em. Anh, anh bỏ ra là em à? Còn em à? Anh Đạt. Sao? Bây giờ thằng bồ của mày nó bỏ mày rồi, nó mặc kệ mày rồi, mày tính sao đây? Tôi mới là người phải hỏi câu đấy mới đúng chứ. Hai người đang tính làm gì đây? Hả anh chồng yêu quý và cô xin tận tâm. Vợ ơi, con ô xin này nó lấy trộm tài sản của nhà mình. Anh bắt được tận tay nó, đem đồ của nhà mình cho tình nhân. Bây giờ mình báo công an đi, cho nó đi tù mọt công luôn. Chó, sao mày phủi tay sớm thế hả? Là chính mày bắt tao mày làm ô xin cho vợ của mày mà. Bây giờ ấy, tao mày đi tù, mày cũng đừng mong là mày có thể thoát được. Để tôi nói cho cô biết, chính chồng cô dâng tiền cho tôi. Cuối cùng ấy, mày vẫn mất hết, tao chả mất gì cả. Và kịch của hai người tôi đã biết hết rồi. Tôi chỉ muốn xem hai người diễn đến đâu thôi. Tiền của tôi chưa chắc mất đâu. Chị ạ. Anh. Toàn bộ tiền và sổ đỏ đều ở trong này hết. Tốt lắm. Chó, mày. Đây là em họ của tôi. Chị em tôi cùng nhau diễn vở kịch này để giúp anh có thể nhìn rõ bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ của anh đấy. Và cũng để giúp cô nhìn được cái bộ mặt thật bất tài vô dụng của thằng chồng tôi. Tiền của tôi lại về với tôi thôi. Vợ ơi, hóa ra là vợ đã biết hết tất cả.
Anh... Vợ cho anh xin lỗi nhá. Nhưng lần này anh đã biết được bộ mặt xấu xa của cô ta rồi. Cho anh một cơ hội để được bên em là con nhá. Anh im mồm đi. Anh không xứng đáng làm bố. Anh làm bố kiểu gì mà con bé nó ở nhà nó phải gọi điện cho mẹ cầu cứu. Anh dắt gái về khi mà con bé đang ở trong nhà là như nào? Anh sống thế mà sống được à? Càng nó lại càng điên. Chỉ để em cho hắn ta một trận. Thôi, đánh cái loại người này làm gì cho bẩn tay ra. Tôi đã có bằng chứng hai người ngoại tình. Chúng ta ly hôn đi. Anh đừng hòng nhận được một xu nào từ tôi. Còn chuyện các người đối xử với con gái tôi như thế nào, tôi sẽ trả lại bằng hết. Quả báo đến sớm thôi. Cứ chờ đấy. Đi thôi. Ôi trời, nhớ bọn tao. Kìa. Vợ ơi. Anh Đạt. Anh. Tất cả là tại mày đấy. Tại vì mày mà tao mất hết vợ con, nhà cửa rồi đấy. Mày vô dụng à. Mày còn ra mồm nữa cả. Im mồm. Mày. Mày. Đứng kiểu gì mà có móc cả ô vào người tôi rồi này cô ơi. Bỏ ra đi nào. Hay. Cái cô này. Người đâu mà vô duyên thế không biết. Cầm ô cồng cành vướng vào người khác rồi lại còn không xin lỗi, cứ thế bỏ đi. Đúng là kỳ cục mà. Anh. Anh có nghe em nói không đấy? Anh đang nhìn cái gì thế? Anh định xem cô ta là người thế nào. Sao lại vô duyên thế không biết. Mày là cô ta đi ở đây chứ không á. Anh đuổi cho anh mắng nó một trận. Thôi em đừng có giận nữa. Ở ngoài đường bây giờ ấy nhiều thể loại người lắm, kệ đi nhá. Alo, cô có phải là cô gái che ô sáng nay không? Có phải anh đang đứng ở cầu thang không? Sao cô biết? Anh nhìn lên trên đi. Em ở trên này này. Cô theo dõi tôi đấy à? Cô có ý đồ gì? Anh này, làm gì mà anh nhạy cảm thế? Chỉ là em cũng ở tòa nhà chung cư này. Xong rồi em thì lại hay ra đây. Chúng mình có cùng nhau cách cảm đây. Chúng mình giống nhau mà. Cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Anh còn giả bộ không hiểu nữa. Thế bình thường anh hay ra đây làm gì? Thì em cũng hay ra đây để làm cái chuyện đấy đấy. Anh biết mà. Em chứng kiến hết tất cả rồi. Trời ơi, tức thế chứ. Đúng là các cụ nói không có sai. Đời người phụ nữ khổ nhất, đen nhất là lấy sai chồng. Lấy đâu không lấy, lấy đúng phải cái thằng chồng yếu sinh lý. Rồi đất ơi, cứ cởi đồ ra chạy mất dép. Điện nước thì đầy đủ như thế này mà cứ phải xả ra ngoài không. Sao phải làm bạn với mấy cái quả chết tiệt này. Điên thế. Chờ anh một tí đi, làm đây nó mới kết thúc chứ. Không, anh làm sao đấy? Nhà cửa có đàng hoàng thì không chịu, lại lôi nhau cái nơi công cộng thế này, ai nhìn thấy thì làm sao? Anh có làm sao đâu, mà đêm hôm thế này làm chịu anh nhìn thấy. Thôi, chờ anh tí đi. Không, em không chịu đâu. Em không thể chiều theo mấy cái sở thích quái đản này của anh. Anh muốn làm gì thì làm, em đi về đấy. Vỡ với trẻ con, có bội thế cũng không chịu được. Chả thú vị gì cả. Người thì cứ như khúc gỗ ấy. Vợ thì không. Cha yêu đây làm gì? Ôi dồi ôi. Sao hai người cần lại không thể đến được với nhau mà cứ phải sống với mấy cái khúc gỗ thế nhở? Tiếc thế chứ lệ. Thôi, ba em nhá. Chị tìm được cái khác tốt hơn rồi. Thì ra là em cũng ra đây để làm cái việc đó à?
Chứ sao, chúng mình giống nhau mà. Thế nên nên nương tựa vào nhau chứ. Được thế thì còn gì bằng. Thế thì về nhà với em đi. Anh yên tâm, chỉ cần với em ý, không cần phải ra mấy chỗ này cũng có thể lên được nóc nhà. Dạo này chồng mình cứ đi sớm về khuya, chắc là công việc bận rộn lắm. Hay là vẫn còn giận mình chuyện lần trước nhở? Nhưng mà chắc là không sao đâu. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, mình về sớm tạo bất ngờ cho chồng mình như thế này, chắc chắn là hâm nóng tình cảm vợ chồng mà. Chết, sao anh lại về nhà giờ này nhở? Thế này thì lộ hết bí mật của mình. Ơ, nhà mình ở tầng 9, sao anh ấy lại ấn tầng 10 nhở? Anh quen ai ở trên đấy à? Không, mình nhớ là chẳng quen ai mà. Một cô gái, chẳng lẽ chồng mình ngoại tình á? Không được. Không nghe điện thoại, chắc chắn là có vấn đề. Anh nhẹ tay thôi, chả thấy cả nước ra kìa. Ôi dồi, này, cô là ai đấy hả? Sao xông vào nhà của tôi? Mà sao cô vào được đây hả? Trời đất ơi. Tôi tưởng đây là nhà chị nên tôi mới phá khóa. Mà này tôi không biết gì đâu nhá. Đi về đây. Vợ, sao em lại ở đây? Đây là vợ của anh á? Đúng rồi đấy, tôi là vợ của người đàn ông mà cô đang cặp kè đấy. Các người ghê gớm thật, ở chung một tòa nhà với nhau, tầng trên tầng dưới, để tiện bề cặp kè với nhau đúng không? Em hiểu nhầm rồi, anh đang sửa hộ được ống nước nhà cô ấy thôi. Đây này, sửa được ống nước rồi mà. Em nhìn đi. Sửa được ống nước thì tại sao phải cởi áo như thế này hả? Quen biết gì với nhau mà sửa được ống nước cho nhau? Tôi đâu có ngu. Chị gái, chị hiểu nhầm rồi. Em là em mới chuyển đến, em không quen ai cả. Thì em có gặp anh Phương này ở dưới sảnh ý. Thế là xong rồi anh cũng hay bê đồ lên nhà giúp em. Thì hôm nay cái đường ống nước nhà em nó bị hỏng, thì em nhờ anh Phương sang sửa giúp thôi. Chị nhạy cảm thế. Thì bây giờ sửa ống nước thì nước nó bắn vào người. Thế bây giờ anh mới phải cởi áo. Em không tin anh à? Tôi không tin. Vợ ơi, sao nhà cửa lại mở tang hoang thế này? Ui, nhà có trộm à? Ui trời, anh, đây, chồng em về rồi đây này. Chồng em đẹp trai như thế này, mắc gì em phải nhòm ngó chồng của chị. Em về rồi đúng không? Này, sửa luôn cái đường ống nước nhà mình đi, nó bị hỏng rồi. Xong hôm nay ấy, em nhờ anh hàng xóm sang rửa giúp thì vợ của anh ấy nhạy cảm quá. Đấy, đạp cửa ghen xong rồi hỏng luôn ở khóa nhà mình rồi đấy. Ơ, là em à? Ơ, anh Cường, nhà anh cũng ở đây ạ? Ừ, nhà anh mới chuyển đến khu này. Còn đây ấy, là vợ của anh. Đường ống nước nhà anh hỏng 2 hôm nay rồi. Anh thì đi công tác, bây giờ mới về. Chắc là nước nó tràn ra nhà quá nên là cô ấy mới phải đi nhờ người giúp. Chết thật, lại làm phiền vợ chồng nhà em rồi, lại còn khiến em hiểu nhầm nữa. Thế là hỏng đường ống nước thật à? Dạ, thế thì em xin lỗi anh chị nhá. Tại vì là em nghe thấy mấy cái từ ngữ nó nhạy cảm quá, thành ra là em cũng suy nghĩ linh tinh. Hơn nữa em lại thấy chồng em đi vào nhà một người lạ như vậy, em cũng chẳng suy nghĩ gì được nhiều. Em thành thật xin lỗi, cửa này để em đền ạ. Thôi, không sao đâu. Tất cả ấy chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Xí xóa hết. Anh có một ý kiến như này.
tiện hai vợ chồng đã ở đây rồi ấy, thì ở lại nhà ăn cơm luôn, mình giao lưu rồi làm quen có được không nào? À, đây là đồng nghiệp cùng công ty anh nhưng mà làm khác phòng, còn đấy là vợ anh, cô ấy tên là Thương. Em thì sao cũng được, hai vợ chồng thân lại càng thêm thân. Trang với cả Phương thì thế nào? Dạ em thấy vậy cũng được ạ, ngại với anh chị quá. Ngại gì đâu, dù sao chồng của em cũng là hàng xóm nhà chị mà. Chúc mừng. Không ngờ chúng mình lại oan ra ngõ hẹp đến thế đấy. Ờ kìa, sao lại nó lại oan ra? Phải nói là duyên số mới đúng chứ. Ê, cũng may á, lúc đấy mình chưa có kịp làm gì. Trùng hợp thay, cái ống nước nó lại hỏng ngay đúng lúc đấy. Chứ không ấy, các cụ của cánh khổng lưng cũng không cứu nổi mình đâu. Thế nhưng mà em với cả anh cũng đã kịp làm gì đâu. Thế xong rồi em còn phải nhìn anh tỉnh tứ cả bộ anh nữa. Bực cả mình. Anh bù cho em đi. Đơn giản. Hai cái đứa này bây giờ chủ nó ngủ say lắm rồi. Đến lượt chúng mình nhỉ. Như thế này đúng không? Bởi vì tôi sớm mới nhận ra cái sự đáng ngờ của hai người rồi. Đấy, chị hiểu nhầm rồi. Em là em mới chuyển đến, em không quen ai cả. Thì em có gặp anh Phương này ở dưới rảnh ý. Thế là xong rồi anh cũng hay bê đồ lên nhà giúp em. Hôm nay cái đường ống nước nhà em nó bị hỏng thì em nhờ anh Phương sang sửa giúp thôi chị. Thế cả thế. Hai người nói là tình cờ quen nhau ở sảnh, nhờ lên nhà để sửa ống nước. Thế nhưng mà tại sao mới quen mà anh ấy lại biết cả mật khẩu nhà cô ta nhỉ? Anh lại còn tự nhiên ấn mật khẩu nhà như vậy. Chắc chắn là trong nhà này có người đang chờ. Đây là đồng nghiệp cùng công ty anh, nhưng mà làm khác phòng. Còn đấy là vợ anh, cô ấy tên là Thương. Em thì sao cũng được, hai vợ chồng thân lại càng thêm thân. Trang với cả Phương thế thế nào? Dạ em thấy vậy cũng được ạ. Ngại với anh chị quá. Ngại gì đâu, dù sao chồng của em cũng là hàng xóm nhà chị mà. Suốt câu chuyện, anh Phương và cả anh Cường đều chưa giới thiệu tên của mình. Tại sao cô ta lại biết? Chỉ có thể là hai người này đã thân quen và kể cho nhau nghe rất nhiều về mình mà thôi. Dạ, thấy vậy cũng được ạ. Mùi nước hoa này chính là mùi nước hoa mà mình ngửi thấy trên xe ô tô của anh Phương dạo gần đây. Tại sao mới quen nhau mà lại đi cùng nhau trên ô tô nhỉ? Mùi này bám trên xe rất là nồng, chỉ có thể là đi đến mấy lần rồi. Mà mùi này mình cũng không dùng bao giờ. Vậy thì... Vợ ơi! Dạ? Em chuẩn bị xong chưa? À, xong rồi đây ạ. Anh Cường, anh ra đây em hỏi một chút về chuyện của cơ quan đấy ạ. À, thế thì vợ chuẩn bị nốt đi nhá, anh ra bàn chút chuyện. Chính vì những nghi ngờ đó, chúng tôi đã quyết định không uống nước do hai người chuẩn bị. Tôi đã mong là do Trang đa nghi, nhưng mà thật không ngờ cô ta làm cái trò đổi bại như này sau lưng tôi đấy. Này, tiên trách kỷ, hậu trách nhân nhá. Có trách ý, tự trách bản thân mình đi. Anh bị yếu sinh lý. Trời đất ơi, chồng gì mà làm được có 10 phút à? Vợ cứ động vào người lại chạy trốn biệt đi công tác. Như anh Phương này, anh làm được hẳn 1 tiếng. Cao to, đẹp trai, kiếm tiền giỏi. Chứ không như anh bị nhục và còn hỏi. Thế cơ? Anh Phương, anh có gì để nói không? Em nghe giải thích ạ. Là do anh,
anh ham của lạ, đầu óc anh bị mụ mị cho nên là mới làm như thế. Nhưng mà tất cả do cô ta, cô ta dụ dỗ anh cho nên anh mới làm như thế, chứ anh không có ý muốn lừa dối vợ đâu. Này, anh làm sao đấy? Anh việc gì phải sợ cô ta? Bây giờ có em là em bù đắp cho anh rồi. Anh chẳng bảo là cô ta cô không khóc, không biết làm mới bản thân mình còn gì nữa. Hay là bỏ quách hai đứa chúng nó đi, chúng mình đến với nhau, mình cưới nhau nhá. Cô có biết vì sao mà anh ta lại khỏe mạnh và sung sức như thế không? Là bởi vì anh ta chẳng làm gì cả, cả ngày chỉ có ăn với đi tập thôi. Là tôi nai lưng ra đi làm kiếm tiền, nhà với xe đều là của tôi hết đấy. Anh ta làm gì có cái gì đâu. Cái loại đàn ông đã vô dụng ăn bám lại còn dám phản bội tôi à? Tôi cũng không cần. Này, nói gì đi chứ? Hóa ra là anh ăn bám vợ à? Sao anh bảo là anh phải nuôi cô ta? Anh lừa tôi à? Hóa ra chỉ vì cô tìm được mối ngon hơn nên cô định bỏ tôi chứ gì? Tôi yêu thương, tôi chăm sóc, tôi chiều chuộng, tôi cung phụng cô. Một ngày tôi đi làm mười mấy tiếng để cho cô có cuộc sống sung sướng. Cô thử đi làm như tôi xem cô có chiều được cô không. Đáng ra cô phải yêu thương tôi, nhưng đằng này cô dám phản bội tôi à? Cô ấy không xứng đáng ở trong căn nhà này. Cô mau biến đi. Cả anh nữa, tôi không muốn chung sống với các loại biến thái như anh nữa. Anh nên tìm con người nào mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với anh ấy. Tôi hết chịu nổi anh rồi. Bây giờ đi về nhà thu dọn đồ đạc tôi biến đi. Vâng. Biến.